Chào mừng bạn đến với kênh Tự học nghề lập nghiệp. Hôm nay tôi sẽ dẫn bạn đến một nơi, đó là tiệm nail. Nail Luxe and Spa. Thì tiệm nail này làm từ chân cho đến tay, sừng móng, tất cả mọi đồ vật. Và đây là một cái quy trình làm chân trước ha. Đầu tiên á là các bạn lấy cái bọc này nè. À, bịt như thế này để đừng cho nước nó chảy xuống. Và đặt một cái máy bơm. Và chân của khách hàng thì thầm xuống đây, để xuống đây để chúng ta làm. Và quy trình đó như sau. Thì cái bộ này là 65 đô. Nó có bộ từ 35 đô, 65 đô tới 95 đô. Muốn làm đồ bộ nào cũng được hết. Thì cái bộ này là cái bộ 65 đô là hình như là chắc cao nhất rồi. Thì đây có 4 món gồm có đường, lotion. Và nói chung là có những cái món combo của nó mà chúng ta không có biết làm như thế nào thì sẽ coi video thì sẽ biết nhé. Chị muốn bỏ critical, phải bỏ critical soap trong hàng. Có màu trắng phải bỏ vô. Bỏ cái này vô nước hả? Cái critical lên đây trên mềm. Cái bài của chị mềm. Công đoạn này là xả nước vào bồn và để một chung dung dịch để cho mềm da chân. Tiếp sau đó thì cắt da. Rồi lấy cái đó gọi là buffer. In the water. Đó thò cái chất đó là làm mềm chân. Da chân. Mềm chân. Cái gót chân. Rồi sau đó lấy cái này chà nha. Chà. Chà sao cho nó mỏng da lại. Nó cắt da lại chút xíu. Không, cái đó thì người không muốn cắt lại chị. Có người thì nó bị cắt cái da. Đánh chà cái này. Chà cái sperm. Gọi là gì? Sperm. Lại khoảng 5 phút. Để lấy đi lấy đồ. Quét thêm cái đường. Massage. Lúc này là massage. If I do too hard, let me know, okay? Okay. sometimes people like hard, sometimes like soft. Yeah. Yes. Oh. So I don't know. Massage thư giãn cái chân. Ấn vô mấy cái nguyệt. Làm cái chân đó xong rồi lùi cái chân đó xuống ngâm nước tiếp để đường thêm cho cái thêm đường. Canh làm sao cho một cái đường nữa nó chia làm hai. Cái gì vậy? Cái mask. Cái này cái gì? Mask hả? Để cái mask vô. Ủa mask nó nhét rửa sạch nó bỏ mà vậy? Chị bỏ luôn cho đường nó tan lên chứ nó được. Bỏ vậy nó hút vô trong cái bỏ chung với đường với mát luôn. Còn bắt xa tiếp hai chân. Sau đó rửa lại. Vừa rửa lại mà vừa cho nó sạch. Sau đó là chùm đá sau rồi đưa cái chất này, chất gì vậy hả? Chất dầu. Chùm đá chất dầu là cái lon này nè. Rồi lấy đá chùm vô, chích cái nước dưới cho nó chảy ra hết. Lấy cái gậy chích nước cho nó chảy ra để nó khô nước và massage bằng chùm đá. Đá này đá nóng nha. Soi cho nó thư giãn.
This one you feel the whole body. So nice. Halo sẵn lên. Là một cái chén này, ba chén là 1, 2, 3. 4 chén. Chén này chén thứ tư, này lô sẵn này ha. Chén thứ tư, lô sẵn. Cũng massage, thoa đều, hai chân. Lấy ba cái khăn. Một cái khăn là chụm chân. Không có rau. Hôm bữa mua không có rau bò gai chị Vân. Không. Chụm lại hai chân. Chụm lại cái bàn chân. Sau đó dẹp cái này. Chụm lại. Gom lại, dắt ra cho chảy nước hết. Lấy bao tay bỏ ra luôn. Rồi, tất cả cho vào trong cái rổ. Rồi, lúc này mình sẽ thư giãn cái bàn chân một tí xíu. Có thể dịch móng chân ra cho nó kêu với cốc. You don't have pop. You're too strong. I don't think I've ever had my kids pop. Sau đó, tháo nó ra, lao. Lao lại tất cả. Rồi, bỏ khăn vô trong đây. Lao, cho sạch. Lao sạch xong. Bỏ khăn lại trên này. Tiếp tục lấy một cái khăn nữa thay thế khăn kia. Gọi là cái gì? Không, tát hạt cài. Nó ngồi nói bên Việt Nam không có hiểu đó là cái gì. Nói thì nói tiếng Mỹ lại coi. Thì parfum wax. Parfum wax là một lát sau nó khô rồi giật nó ra hả? Phát đèn cày á. À, phát đèn cày, phát đèn cày. Nóng hả? Cái đó nóng hả? Nóng. Cái gói này đặc biệt ha. Cái 65 mới có. 65 mới có. Thì người ta muốn có cũng được, cho tải thêm, cho tải đồng thôi. 7 đồng, 65. 65 đô cho một suất như vậy nè. Cái này là barbecue hả? Cái này gọi là gì? Manicure là thức ăn à? Manicure là tay, là tay cắt tay. Manicure là làm chân. Cái này mình xả nước để mình rửa ra mấy cái máy bơm đó, cái máy bơm này, máy bơm từ nha, bơm từ trường, ở trong này nó xay, ở nó ngoài xay luôn, nằm đó đó, để vệ sinh nè. Ok, đây mình ngâm. Đây là nó sơn thường, nó phải làm trước, sơn treo á, lại làm sau, sơn xong để mới bỏ vô. Bỏ lên mặt thường. Sơn thường hả? Làm treo, thường. Treo. Rồi xách lấy cái này đi. Đi bỏ vô trong. Clean. Làm gì đi dẹp. Đi dẹp. Đi dẹp luôn á. Rồi đi dẹp luôn. Lấy ra. Tự ra. Ra để nó hút chất độc hả chị? Hả? Cái này để làm gì? Đây để cho mềm da. Mềm da. Này là sáp giống như sáp đèn cày á. Giống như nó là sáp đèn cày, nhưng mà nó giống nó là đỏ.
provide some serious cash back to your business, even if you receive the PPP cái này làm gì đây? Cắt da là nếu có da, có gì có da chóc thì cắt ha, không có thôi ha. Thế là cuối cùng, nghe tới nó sơn thì phải làm trước, cho nó thơm biết không? Còn em không làm không ra chân nó, tại em đắp khăn là nó chùi hết mấy cái kia rồi. Phải làm thêm lô sạch. Cuối cùng lô sạch cái đó là gì nữa? Dầu, dầu thêm dầu lô sạch, hai thứ này ha. Chị có lấy thêm không ạ? Cái nãy còn kể còn phải chừa là miếng chút xíu chứ. Mình phải chừa miếng. Ừ, em phải chừa chứ em đâu có lấy thêm chứ. Cái nào thì làm hết cái đó. Cái này làm xong rồi để cho nó mềm chút xíu rồi mình làm móng ha. Đây là có lau lại nữa không? Để... không không không, cái này là lotion là bôi giống như sau khi giống như mình chát lotion người mình nhé. Phải làm để cho nó giữ lại cái mềm, độ mềm của cái da. Để bỏ cái khăn lên nó đó mới cái lotion mất rồi. Bây giờ mấy giờ mới có đòi ba nữa còn dư mà. Kiểm tra lại lần kỹ lần cuối cùng sơ sơ chút xíu cho nó ra mấy cái nãy giờ mềm á. Phải cái mềm, cái này cái sáp á, sáp của cái sáp, cái thằng đèn cày em bỏ ra cái bị chính cho nó. Đấy, cắt đĩa lại chút xíu để bắt đầu là mình mài nữa không chị, để không đậu mài đúng không? Ừ, mài để cho cái đó để sơn cho nó chín, tại vì nó có dầu trong sơn. Sau này là tới mài rồi đó. Sau đó mới dùng cái máy này là cái máy khoan rồi bắt đầu đánh bóng, bảo mãi đánh bóng mà làm cho nó có một cái lớp sần nhám để cho nó có bóng lắm, giống như mình sơn xe vậy đó. Bàn chân của bạn này lấy cái này đánh bóng lại lần nữa ha. Dạ nhám sần lắm rồi xịt alcohol nó đều quá. Xịt lại alcohol chứ không phải là alcohol chứ phải alcohol rượu không alcohol chứ phải alcohol kia chứ alcohol của thằng em cồn của sát trùng. Oh, có đôi dép giả luôn của nó. Đã bắt đầu là có cái khoảng cách ra, cái này gọi là cái gì? Toe separate. Sip. Separate. Separate. Toe separate. Nước sơn. Nè, sơn có hai loại, loại thường và loại gel. Loại thường á, loại thường á được gồm có pay và top, là hai cái loại đó là nước giống như sơn xe vậy đó. Đó là pay. Pay là sơn đầu tiên lớp phủ. Xong rồi nước sơn vô rồi xay loại top. Ok, còn loại gel á thì cũng y chang vậy nhưng mà cái chất khác nhau. Cái này là sơn bay lên nè, bay loại gel, riêng cho loại gel. Không, cái là base thường, cái phải treo, là khóc khóc thường, sơn nước sơn thường. À, cái bạn này sơn sơn thường hả? Ừ, thường. Chứ không phải gel ha? Không. Bạn này sơn sơn thường, sơn gel thì mình tẩy nó không ra, còn sơn thường nó tẩy nó ra. Tại thường xuyên, chắc thường xuyên làm nên nó sơn thường ấy hả? Không, nhỏ là cái đó ít. Không phải thường xuyên ta sơn gel, con này lâu lâu mới làm lần, thì nó giống như nó nhà nó tháo được. Còn cái nó phải có máy mới tháo được.
Dài sang màu xanh lên. Em làm vậy ta hỏi cái người khách đó nó có cho được quay không, chứ phải muốn quay là quay thôi. Quay cái chân được không? Không được, phải hỏi ý nữa. Mình quay vậy á. I can photograph. Tại vì Mỹ em không, không phải là em muốn quay là quay đâu. Quay mà nó có gì thương mình mệt lắm. Mình phải hỏi ý nó là có được không. I learn in my teacher. Sounds good to me. Good. Quét không vừa thôi chứ không có nặng tay không. Không. Đẹp thì mình bỏ cái aceton á, aceton. Có cái mấy cái đồ này sạch không? Tém là cho sạch. Đó. Quét này là cho nó sạch để nó không mắc nước sơn bên ngoài. Cái này là thớp nha, thớp là có nghĩa là giống như keo bóng, cái bóng đó. Cái này là cuối cùng luôn rồi đó.